các nguồn năng lượng không vô tận. Có những nguồn năng lượng phải mất hàng triệu năm để hình thành. Thiếu hụt năng lượng đang là nguy cơ hiện hữu tại Việt Nam. Tiết kiệm năng lượng như điện, than, dầu khí giúp bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống, duy trì năng lượng tương lai. Sử dụng một cách tiết kiệm, vừa đủ và hiệu quả nguồn năng lượng ngay từ bây giờ vì một tương lai bền vững. Kính chào quý vị. Quý vị đang xem bản tin năng lượng hiệu quả phát sóng vào lúc 7 giờ sáng hàng ngày trên kênh truyền hình VTC14, đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Mở đầu bản tin hôm nay, ngày 23 tháng 11 sẽ là những thông tin mới nhất về năng lượng. Theo Tổng công ty Điện lực miền Bắc, hiện các đơn vị kỹ thuật vận hành đang tranh thủ thời tiết thuận lợi cho các tháng mùa khô, tăng cường kiểm tra xử lý các tồn tại khiếm khuyết trên đường dây để giảm thiểu sự cố cho các tháng mùa mưa năm 2023. Để thực hiện hoạt động trên, tổng công ty này đã chỉ đạo các công ty điện lực đã chủ động phối hợp với các chính quyền địa phương trong giải phóng hành lang, có giải pháp phù hợp trong bồi thường đối với cây cối ngoài hành lang có nguy cơ vi phạm an toàn lưới điện cao áp, đe dọa sự cố. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm khắc các cá nhân vi phạm quy trình an toàn điện. Sử dụng vi tảo để chuyển đổi carbon dioxide thành oxy và sinh khối. Đó là giải pháp xanh mà một công ty khởi nghiệp của Đan Mạch đang phát triển. Mặc dù có kích thước nhỏ, các loài tảo sống ở đại dương hấp thụ một lượng lớn carbon dioxide từ bầu khí quyển của trái đất thông qua quá trình quang hợp. Để đẩy nhanh quá trình này, các nhà khoa học đã đưa dòng khí carbon dioxide liên tục đi qua các đường ống nằm ngang chứa vi tảo. Ánh sáng và chất dinh dưỡng cũng được cung cấp đầy đủ để đảm bảo cho sự sinh trưởng của tảo. Tảo sản xuất từ quy trình này sẽ được dùng để chiết xuất dầu tảo có chứa omega 3. Phần còn lại có thể dùng làm thức ăn chăn nuôi. Hiện tại, công nghệ này vẫn đang ở giai đoạn thử nghiệm. Các nhà phát triển hy vọng có thể triển khai dự án với quy mô lớn từ năm sau. Đánh giá về việc thực hiện triển khai luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đại diện Ban chỉ đạo tiết kiệm năng lượng, Bộ Công Thương khẳng định, thành công lớn nhất của công tác tiết kiệm năng lượng trong những năm vừa qua là đã xây dựng được một hệ thống các văn bản, chính sách pháp luật, các tiêu chuẩn, định mức kinh tế năng lượng cho một số ngành. Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, tuy nhiên sau 12 năm triển khai, luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vẫn còn những vấn đề, đó là nhiều doanh nghiệp còn thờ ơ. Theo thống kê, trên cả nước hiện có hơn 3.000 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm với mức tiêu thụ hàng năm khoảng trên 34,3 triệu tấn dầu quy đổi, chiếm hơn 51% tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng của cả nước. Theo quy định của pháp luật, các cơ sở này đều phải xây dựng hệ thống quản lý năng lượng, kiểm toán năng lượng. Thế nhưng năm 2021, chỉ có 30-40% cơ sở duy trì hệ thống quản lý năng lượng, 91 cơ sở kiểm toán năng lượng. Phần lớn doanh nghiệp dù đã có nhận thức và hiểu về lợi ích của tiết kiệm năng lượng mang lại cho chính doanh nghiệp, nhưng nhận thức này còn chưa đầy đủ. Nhiều doanh nghiệp còn thận trọng trong việc ra quyết định đầu tư, thay đổi dây chuyền, công nghệ, thay đổi các trang thiết bị máy móc để tiết kiệm năng lượng. Ở đây thì nó có những cái nguyên nhân khách quan do quanh doanh nghiệp dành cái nguồn lực tập trung vào cái việc là mở rộng sản xuất kinh doanh hơn là cái việc đầu tư vào các cái giải pháp về tiết kiệm năng lượng. Còn một cái nguyên nhân nữa tôi cho là rất là quan trọng, đấy là các doanh nghiệp khó khăn trong cái việc tiếp cận các cái nguồn vốn tài chính để đầu tư vào các giải pháp công nghệ về tiết kiệm năng lượng. Theo cái quan sát của chúng tôi thì nhiều doanh nghiệp thì họ ưu tiên trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, nhưng một số doanh nghiệp thì do cái điều kiện tài chính khó khăn nên là mặc dù họ có quan tâm về mặt nhận thức nhưng mà về việc thay đổi để chuyển hóa sang thành các cái giải pháp còn rất là hạn chế. Xét về chỉ số hiệu quả sử dụng năng lượng, hiện Việt Nam đang tiêu thụ khoảng 400 kg dầu quy đổi để tạo ra 1.000 USD trên GDP. Con số này cao hơn Thái Lan khoảng 30%, Malaysia khoảng 60%. Đặc biệt so với các nước phát triển như Nhật Bản, Hoa Kỳ thì cao hơn gấp 4-5 lần. Điều này cho thấy việc sử dụng năng lượng tại Việt Nam chưa hiệu quả, dư địa về tiết kiệm năng lượng vẫn còn rất lớn. Riêng dư địa tiết kiệm trong ngành công nghiệp lên đến 30-35%. Đưa cái tiềm năng đến trở thành kết quả tiết kiệm năng lượng được thì nó còn khó khăn, còn về kỹ thuật là bởi vì là chúng ta muốn triển khai nó thì chúng ta phải có công nghệ, chúng ta phải có tài chính, và một trong những cái quan trọng đó là nguồn nhân lực để tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp trong cái việc đấy là còn đang khó khăn. Để thúc đẩy các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong thời gian tới, cần thiết phải xây dựng công cụ và giải pháp mới và phù hợp để giải quyết vấn đề thực tiễn và luật hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước,
để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp thực hiện tốt việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Bản tin năng lượng hiệu quả xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại trên kênh VTC14.